Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan. Ký kết hợp tác lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng thống nhất hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ lãnh đạo chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Biên bản ký kết sẽ chấm dứt hiệu lực khi các nội dung ký kết thỏa thuận được hoàn tất theo đúng các điều khoản hai bên đã thống nhất. Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vinh dự khi được ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng hành cùng tỉnh trong khai thác tiềm năng, thế mạnh và đào tạo nguồn nhân lực để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.